Xin chào mọi người. Tối nay em lên cho mọi người cái con laptop Dell Latitude 5590. Con máy cái vỏ này còn rất là đẹp nha mọi người. Cấu hình thì cao. Đây là một trong những cái dòng mà Dell Latitude bền nhất á mọi người. Vừa chất lượng về hình thức, về chất lượng về cái cấu hình, rồi cái giá cả nữa. Mà nó là dòng mà siêu bền, siêu chất lượng. Sau này ví dụ như 1-2 năm sau, hoặc là mình có xui rủi mình bể vỡ hay gì, thì cái đồ của nó thay thế cũng dễ nha mọi người. Rẻ nữa. Và cái vỏ thì đẹp, không có trầy xước cứng móp ở đâu hết. Nói chung là cái vỏ là tương đối ok á mọi người. Những cái điểm mà nhỏ xíu, ví dụ như không đáng nói thì cũng không không có gì hết. Kỹ quá thì mình nên bỏ qua, tại vì kỹ quá thì nên mua đồ mới. Còn nếu mà tạm được là cái gì đây, tạm trong chấp nhận được á thì ok thôi mọi người. Đây này, có xước lông mèo rất là nhẹ luôn, cũng không có ăn thua gì, rất là nhẹ luôn, không có cộm không gì hết, không ăn thua gì nha mọi người. Nói chung là máy mượt sạch sẽ, phím ở bên trong là đẹp tuyệt vời luôn, đẹp tuyệt vời luôn. Đây mọi người nè, nói dòng này là 15.6 inch, thì dòng máy đồ họa mà thường thường 15.6 inch là 590 là máy lớn mọi người. Có phím rờ số bên hông để mà nhập dữ liệu. Phím đẹp rất là nãy nha mọi người, dân văn phòng là ghiền phím này lắm luôn, dân kỹ thuật rồi đó. Là thích lắm. Bấm rất là nãy ok, kéo không bao giờ vấp hết trơn á, phím zin là bấm sướng lắm mọi người, đã lắm, phím đẹp như mới. Màn hình 15.6 inch Full HD IPS nha mọi người. Viền rất là đẹp nè, không có cấn trầy chuột, có là đã lắm, đưa tới đâu là biết tới đó luôn. i7 Gen 8 nha mọi người. Đây Latitude 5590 i7 8650U 8 CPU nè mọi người, 1.9 2.1 hết nè. RAM 16 GB. Con này là SSD nó là 512 GB nha mọi người. Đó. Ở hai đó 512 GB, cấu hình rất là ok. Mà đặc biệt ok nhất ở cái nó là nó chạy song song hai kẹt màn hình X-Lay này, là on board nè, 620 không nói, mọi người bấm qua cái render rồi nè, có kẹt màn hình rồi thì nó sẽ có cái render hoặc là display 2 nha mọi người. Đó thì nó là kẹt đồ họa là MX130, kẹt đồ họa 2 GB ha. Thì mình làm đồ họa hay mình vẽ quảng cáo hay mình làm này kia là ok hết nha mọi người. Phim ảnh rồi đó, nói chung là máy cấu hình mà i7 thế hệ 8 còn có card đồ họa RAM là rất là ok rồi. Ví dụ như mấy bạn sinh viên rồi học những chương trình đồ họa hay là làm kỹ sư, rồi mình làm mấy cái đồ họa vẽ rồi là vô tư. Máy còn rất là đẹp. Nói chung là con này là đánh giá là đẹp đi, tại vì phím rồi mọi thứ là đẹp hết. Màn hình 15.6 inch Full HD IPS, để mở màn hình cho mọi người xem nè. Đây là 1920 x 1080 nha, đâu mất tiêu rồi. Đây nè mọi người ha. Rồi máy pin trên 3 giờ, máy kèm sạc zin nha mọi người. Cái sạc của Dell luôn, mà cái dòng đồ họa này là cái sạc lớn đó mọi người, sạc lớn, sạc zin của Dell luôn. Rồi nó có ngõ Type C để kết nối nè ha. Có ngõ này là cứ ok rồi mọi người. USB nè, thẻ nhớ. Đây còn có sạc nè, rồi USB HDMI. Rồi mạng bên này nữa. Nói chung là tất cả những cái ngõ mà cơ bản của nó đều có đầy đủ hết mọi người ha. Dòng này thì xài siêu sướng, siêu nhanh và mượt. Xài thì khỏi phải chê gì rồi. Mình báo giá cho mọi người cực kỳ tốt luôn. Cực kỳ tốt ha. 9 triệu 2, máy là đẹp, không có lỗi lầm gì hết, màn hình đẹp keng, pin trên 3 giờ hoàn toàn không có một chút lỗi lầm gì luôn, máy cực kỳ ok luôn. Chỉ có 9 triệu 2 cho một con máy đồ họa i7 thế hệ 8 RAM 16 SSD 512 mà của 5590 ha mọi người ha. Rồi ai chốt thì inbox mình, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Máy là mình bao zin nguyên 100%, không có sửa chữa gì hết, cho nên mọi người cứ yên tâm. Vì cái máy, cái phần zin của nó rất là quan trọng, cho nên mọi người cứ yên tâm ha. Nhà mình đó là nhập máy trực tiếp từ Nhật về, không có qua trung gian, cũng không có lấy máy mà lỗi máy ấy, máy là máy máy chạy từ công ty hết trơn á mọi người, cho nên là cứ yên tâm, có thể gặp 180 độ nè. Rồi máy mình có bao test 7 ngày ha, ai chốt á thì cọc cho mình 1 triệu, mọi người nhận hàng kiểm tra hàng, còn số còn lại thanh toán cho bưu điện. Rồi từ ngày mọi người nhận máy thì mình bao test cho mọi người 7 ngày, test thả ga máy mà có lỗi gì thì mình đổi lại máy khác. Thực sự ra chưa có một cái khách nào á
bán cũng rất là nhiều. mà người ta phải đưa về nhận là lỗi là đổ liền, mà chưa bao giờ luôn. Nên là cứ yên tâm như vậy. Còn buôn bán thì nó phải có cái điều mà để mà mình đặt ra cho mọi người, trừ cái trường hợp xấu ví dụ như vậy mọi người ha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, ai chốt thì inbox mình nha.